Thế nếu như, như mọi người không biết thì cách đây vài ngày thôi Cách đây cũng chảy một, một, tuần đấy Một tuần đấy ở trên một cái Facebook group ở Việt Nam thì có một bạn bãi đăng tin về Eric Ten Hag đúng không? Xong bạn viết tuyệt vào đấy luôn, viết tuyệt to đùng luôn. Tier 1. Tier 1. Tier 1 level 1 luôn. Tier 1. Đó chính là James Tucker của The Telegraph. Thì tôi đọc xong phát tôi thấy là cái tờ báo Telegraph ấy nó không phải là Tier 1. James Tucker không phải là Tier 1. Thì tôi nhảy vào, tôi bảo là James Tucker không phải là tier 1 nhé Cười Cái kiểu cười mà nghe răng này. Đấy, tôi cười như thế Đấy, James Tucker không phải tier 1 nhé Tôi chỉ nhắc bạn ấy thế thôi Thế bạn nhảy vào à Thế nào là tier 1 huh? James Tucker không phải là tier 1 Chuyên đưa tin về MU Thì vì sao lại là không tier 1 Thì tôi bảo bạn ấy à Xin lỗi chưa, à Nếu như à Chuyên đưa tin về MU ấy Mà là tier 1 ấy Thì thằng bách hàng xóm của tôi thằng cu đấy nó cũng là tier one ok nhưng như bất kỳ một ai ấy, tôi này tôi chuyên đưa tin về MU tôi cũng có thể là tier one <laughs> bất kỳ ai tôi có thể bốc phát bất kỳ gì về Manchester United tôi cũng có thể là tier one đúng không cho nên là các bạn đừng có nói tôi là cứ chuyên đưa tin là là tier một yeah. không đưa tin là mấy là tier hai hơi hơi đưa tin là tier ba không bao giờ đưa tin là tier 4, tier năm không không ok cái việc ấy bạn chia tier ấy nó nên theo cái kiểu là cái độ uy tín của cái nguồn tin đấy cái độ uy tín của cái nhà báo đấy có thể nhà báo đấy có thể phóng viên đấy không có nguồn tin trực tiếp direct contact đúng không direct source không có nguồn tin trực tiếp nhưng mà cái nhà báo đấy cái phóng viên đấy à, là làm đủ mọi cách để có thể kiểm tra cái độ xác thực của cái tin đấy trước khi đưa tin đấy ngoài ra họ cũng có những cái nguồn tin tốt được chưa đấy có nó cả hai bên chứ không phải chỉ có mỗi những người ví dụ tôi lấy ví dụ rồi Fabrizio Romano ví dụ như Fabrizio Romano, Fabrizio Romano ấy không phải là cái gì ông ta cũng biết được, được chưa? Nhưng mà Fabrizio Romano ấy được cái là cái thói quen của Romano ấy, trong rất nhiều buổi phỏng vấn mà tôi nghe về Romano, tôi nghe Romano trả lời phỏng vấn ở conference ở chương trình này ở chương trình kia ở sự kiện này sự kiện kia ấy, đối với Romano cái quan trọng nhất là sự chính xác. Romano coi trọng cái sự chính xác ở trên nào đầu cho nên nhiều lúc ấy Romano cảm thấy có nhiều những tin rất hot nhưng mà Ronaldo không đưa được ra ngay lập tức tại vì cảm thấy là chưa 100% chính xác cần phải hỏi thêm người này cần hỏi phải thêm người kia và vì thế một số nhà báo một số phóng viên ấy họ nhảy lên trước họ đưa những cái tin ở trước có thể họ đúng có thể họ sai nhưng mà Romano phải 100% chắc chắn là ok tôi thực sự là tôi lo về cái uy tín của bản thân mình được chưa nó gọi là credibility tôi lo về cái thương hiệu cá nhân của mình và tôi muốn xây dựng một cái thương hiệu cá nhân ấy mà nó chính xác, mà nó uy tín và vì thế đôi lúc có những tin hot mà tôi sẽ không nhảy vào ngay lập tức luôn nhưng mà tôi phải kiểm tra thêm, tôi phải gọi thêm ít nhất hai ba người để kiểm tra hai ba người mà không nhất thiết là liên quan đến cái nguồn tin này để đối chiếu mọi người hiểu không? đấy là Fabrizio Romano và vì thế đối với tôi ấy Romano ấy là tier one các bạn có thể là Romano dính phốt này, phốt kia, ừ nhưng mà cái phốt đấy liên quan đến quy trình, liên quan đến cái việc là public nhầm video nhưng mà nó không liên quan gì đến content là nội dung. Romano sẽ không bao giờ chủ động public những cái nội dung nào sai. Romano chỉ chẳng may sai lầm về mặt quy trình schedule để schedule những cái bài post mà đáng lẽ ra không phải ra những cái lúc đấy, được chưa? Thì cái đấy không phải là lỗi về nội dung, cái đấy là lỗi về quy trình. Cho đối với tôi trong đầu tôi Romano vẫn là số 1 thế giới hiện tại về mặt tier 1. Cho nên đừng có nói với tôi là Romano không phải là tier 1. <laughs> cái này tôi sẽ không tin, trừ khi bạn đưa ra thêm dẫn những dẫn chứng khác. Đối với tôi Romano là tier 1 chắc chắn rồi Và như mình đã nói, mình đã chia sẻ trên Viet Devils bao nhiêu bao nhiêu tháng này rồi ấy. Đối với Viet Devils ấy, và bao giờ để chia sẻ với mọi người một cái slide, được chưa Đối với Viet Devils ấy, có ba bạn, thậm chí bốn bạn ấy, mà ba bạn, chính là ba bạn ba bạn ấy là tier 1, một là Fabrizio Romano liên quan đến tin tức về MU nhá Liên quan đến MU thôi Một ấy là Fabrizio Romano Hai ấy là David Ornstein của The Athletic Và ba ấy là Simon Stone của BBC Hết có mỗi ba nhân vật này thôi nếu như mà bạn muốn tin 100 phần gần như 99,9999% này 100 phần trăm coi như là đến từ MU đúng không thì cái đấy là tin chính thức của câu lạc bộ mà 99,99% này ,99 trăm đi đấy thì bạn theo dõi ba người này hết Fabrizio Romano David Ornstein của The Athletic và Simon Stone của BBC hết có đừng có nói với tôi ấy là James Tucker của Telegraph là tier one no chả bao giờ luôn thế mình chia sẻ với bạn ý ở trên cái group Facebook đấy Facebook group đấy ở, ở trong nước mình bảo là bạn ấy à không phải là tier one thì bạn ấy à screenshot cho tôi <laughs> screenshot cho sau khi trả lời đấy xong tôi bảo là thằng bách hàng xóm của tôi ấy cũng có thể là tier one được thế bạn screenshot cho tôi một cái screenshot đến từ reddit này <laughs> Thấy chưa? James Tucker là tier 1 sao ở trong đấy à? Còn có ông gì Manchester Evening Samuel Lockers của Jump Manchester Evening News cũng ở trên đấy cũng là tier 1. Oh my god, tôi nhìn xong tôi buồn nôn. Không, dẹp ngay ba cái trong này đi. Nói tôi có rất nhiều những cái list, có rất nhiều những cái danh sách tier 1, tier 2, tier 3 tùy những nguồn khác nhau. Mỗi nguồn để cho đây là tier 1, đi tier 2 chưa? Nhưng mà Việt Devil sẽ có một góc nhìn, được chưa? Và sắp tới trong thời gian tới Việt Devil sẽ chia sẻ với mọi người góc nhìn của Việt Devil là gì. bị bình tĩnh, bình tĩnh, mà làm như thế. Đừng có làm như thế. Ok. Đấy thì đó là đầu tiên tôi muốn nói rồi. Đấy, James Tucker tier 1 no James Tucker không phải là tier 1 Telegraph không phải tier 1 Manchester Evening News không phải tier 1 dẹp hết dẹp hết chả có một cái sự uy tín cả lâu lâu ấy mấy ông này ấy nói chung là hết and miss tiếng anh là hết and miss có nghĩa là lâu lâu thì chúng nhưng mà rất nhiều lúc thì cũng sai lè ra đúng không và rất nhiều lúc là rất chậm cái kiểu này. nói chung là không rồi không rồi đấy thì mình cũng chả tin mấy ông này lắm